Adele, họa mi nước Anh ghét cha ruột đến mức chết cũng không nhìn mặt. Adele được biết đến là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sự nghiệp thăng hoa bao nhiêu thì đời tư của nữ nghệ sĩ lại nhiều nốt trầm bấy nhiêu. Cách đây 2 năm, Adele đã ly hôn người chồng Simon Konecki. Cô cũng không có tuổi thơ hạnh phúc khi cha cô bỏ đi từ lúc cô còn nhỏ. Sau này, khi đã thành công, Adele vẫn không tha thứ cho cha, thậm chí không đến gặp cha lần cuối khi ông qua đời. Adele sống trong căn biệt thự 8,5 triệu bảng Anh ở Hollywood cùng cậu con trai 8 tuổi. Trong khi đó, cha cô, ông Mark Evans, sống những ngày cuối đời trong căn nhà di động, đơn sơ, tại công viên ở Lantwit Major, South Wales. Ông chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột từ năm 2013 và qua đời trong sự cô độc vào tuần trước. Không chỉ Adele, em trai cùng cha khác mẹ của cô là Cameron cũng không nhìn mặt Mark Evans nhiều năm qua. Bất chấp những lời cầu xin của dư luận và việc bố tiết lộ kết quả chẩn đoán ung thư ruột, Adele vẫn không nguôi ngoai mối hận. Các nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ rằng cô coi cái chết của bố như một sự giải thoát. Từ năm 11 tuổi, Adele đã không gặp mặt cha. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Mark khiến Adele vô cùng phẫn nộ khi tuyên bố con gái thừa hưởng giọng hát của mình và bà nội, rằng ông là người có ảnh hưởng lớn tới âm nhạc của cô. Ông Mark còn đoán rằng Adele không hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư vì thiếu vắng bóng dáng người cha. Đó là lời Adele không thể tha thứ. Mark Evans đã dành 10 năm qua để gửi lời xin lỗi đến con gái, nhưng ông không bao giờ nhận được phản hồi. Ông từng nói việc liên hệ với Tổng thống Mỹ có khi còn dễ dàng hơn là việc kết nối với con gái. Ông Mark tiết lộ đã nhắn tin, viết thư và gửi thiệp chúc mừng sinh nhật, Giáng sinh cho con gái. Nhưng Adele dường như coi cha chẳng tồn tại. Tôi không quan tâm đến địa vị nổi tiếng hay tiền bạc của con gái, mà tôi chỉ muốn trở thành cha của Adele như ngày xưa và làm ông ngoại của con trai nó. Ông Mark tâm sự. Lời tâm sự đẫm nước mắt của Mark Evans cũng chẳng thể khiến khán giả thông cảm cho ông sau khi biết những gì ông đã làm trong quá khứ. Năm 1987, Mark Evans gặp Penny Atkin, mẹ của Adele, trong một quán rượu ở Bắc London. Lúc ấy, Mark là một người lao động xứ Wales đẹp trai, đầy sức hút, còn Penny, con gái của một người bán hàng rau, đang làm sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật Bennett. Penny dự định sẽ học lên đại học nhưng đành phải từ bỏ ước mơ vì phát hiện mang thai. Lúc này, Penny mới 18 tuổi. Cô sinh con gái Adele trong một căn hộ chung cư thu nhập thấp của nhà nước. Penny và Mark cố gắng duy trì mối quan hệ tình cảm nhưng không thành. Năm Adele 3 tuổi, bố mẹ cô chia tay. Mark trở về xứ Wales và làm việc cho cha mình, người điều hành một quán cà phê tại hội chợ Berry Island. Ông hiếm khi đóng góp tài chính để nuôi dạy con gái. Mark giải thích, Penny không bao giờ muốn bất cứ điều gì từ tôi. Đôi khi tôi đã đưa tiền cho cô ấy khi tôi có thể. Adele từng xác nhận không được bố chu cấp. Nhưng cô nói, không sao cả, tôi cảm thấy mình không thiếu thứ gì. Adele cho biết, mẹ không chỉ nuôi dạy cô khôn lớn mà còn nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, giúp cô có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của một ca sĩ. Năm 17 tuổi, Adele có hợp đồng thu âm đầu tiên. Cô từng chuyển ra ngoài sống tự lập, nhưng sau đó lại dọn về nhà vì không thể sống thiếu mẹ. Adele tâm sự, tôi nhớ mẹ đến nỗi tôi không thể thực sự làm việc nếu không có bà ấy. Mẹ là bạn thân nhất của tôi. Khi giành được 6 giải thưởng tại lễ trao giải Grammy năm 2012, Adele đã xúc động cảm ơn mẹ trước công chúng. Mẹ ơi, con gái của mẹ làm rất tốt. Sau khi thành công, nữ ca sĩ đã mua cho mẹ ngôi nhà trị giá 600.000 bảng Anh ở London. Bà Penny rất hạnh phúc và tự hào, nhưng là một người khiêm tốn và kín đáo nên bà chưa bao giờ nhận phỏng vấn hay khoe khoang con gái với bất kỳ ai. Ngược lại, thời gian đó, ông Mark Evans liên tục trả lời phỏng vấn về cô con gái nổi tiếng. Ông Mark chia sẻ sự hối tiếc sâu sắc về mối quan hệ rạn nứt của họ. Trong cuộc phỏng vấn năm 2011, ông Mark khẳng định ông có vai trò quan trọng trong sự phát triển âm nhạc của con gái. Thời đó, tôi thường nằm trên ghế sofa cả đêm, ôm Adele khi còn bé trong vòng tay và nghe bản nhạc yêu thích của mình. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Bob Dylan và Nina Simone. Đêm này qua đêm khác, tôi nghe những đĩa nhạc đó. Tôi chắc chắn rằng đó là điều đã định hình nên âm nhạc của Adele. Bản nhạc mà tôi yêu thích và vẫn yêu thích cho đến ngày nay đã cho tôi ý tưởng đặt tên đệm cho con bé là Blue. Tôi luôn nghĩ về Adele như là Blue. Mark nói thêm rằng, sau chia tay mẹ của Adele, ông vẫn đón con gái về ở cùng mình trong các kỳ nghỉ. Adele đến ở với tôi vào mùa hè. Sau sinh nhật 4 tuổi, con bé mang theo cây guitar acoustic nhỏ kiếm được từ một cửa hàng từ thiện. Con bé nói đang tự học chơi,
bằng cách nghe những bài hát blues mà chúng tôi thường nghe trên máy thu âm của tôi. Adele đã tự học trong nhiều năm và đến khi con bé 7 tuổi, tôi biết được rằng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Chia sẻ của ông bố chẳng những không làm Adele xúc động mà còn khiến cô tức giận. Hai cha con đã không gặp nhau từ khi Adele 11 tuổi nên không thể có chuyện mắc ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của cô. Việc bố nhận vơ công lao khiến Adele càng ghét ông thêm. Nói về chuyện không gặp con gái, mắc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ông nói, thời kỳ đó đang chìm trong rượu chè, để quên đi cái chết của người cha bị ung thư. Tôi nốc 2 lít vodka và 7-8 lít Stella mỗi ngày. Tôi đã uống như vậy trong suốt 3 năm. Chỉ Chúa mới biết làm thế nào tôi có thể sống sót được. Tôi vô cùng xấu hổ với con người mình và tôi biết điều tốt nhất có thể làm cho Adele là đảm bảo con bé không bao giờ nhìn thấy tôi trong tình trạng đó, Mark giải thích. Không chỉ bỏ rơi Adele, Mark cũng chia tay người bạn gái lâu năm Saipan, mẹ của cậu con trai Cameron. Sau này, Cameron cũng từ chối việc gặp mặt ông. Adele cho biết lần cuối cùng cô nhìn thấy bố là trong đám tang của bà nội và họ chưa bao giờ hàn gắn. Trong khi Mark trả lời báo chí rằng hai bố con đã thân thiết trở lại và ông là người bố đáng tự hào nhất thế gian, Adele chưa bao giờ xác nhận. Cho đến khi ông Mark bày tỏ nỗi lo lắng trong một cuộc phỏng vấn rằng những mối tình của Adele tan vỡ là do ông bỏ rơi con gái, nữ ca sĩ bức xúc lên tiếng. Tôi đã sẵn sàng bắt đầu cố gắng có một mối quan hệ với ông ấy, nhưng ông ấy đã thổi bay nó. Ông ấy sẽ không bao giờ còn nghe được tin gì từ tôi nữa. Bởi không gì khiến tôi khó chịu hơn việc bố tôi bị báo chí mua chuộc. Làm sao ông ấy dám bình luận về cuộc sống của tôi? Ông nói, tôi yêu con bé rất nhiều, có thật vậy không? Tại sao ông nói với tôi điều đó qua một tờ báo? Nếu gặp, tôi sẽ nhổ vào mặt ông ấy. Bố Adele cảm thấy bị tổn thương sâu sắc vì phát biểu tàn nhẫn này của con gái, nhưng Adele nói được làm được, cô không mời bố đến dự đám cưới. Không kể với ông về người chồng Simon Konecki của mình hoặc báo tin cô mang thai, sinh cậu bé Angelo. Mỗi lần có cơ hội trả lời phỏng vấn báo chí, Mark vẫn nói ông tự hào về Adele đến nhường nào và chỉ mong những điều tốt nhất cho con gái. Nhưng ông vẫn không bao giờ được tha thứ. Năm 2013, Mark bị ung thư và ông nói hai cha con đã làm lành. Tuy nhiên, tại lễ trao giải Grammy năm 2017, Adele một lần nữa tuyên bố cô không có quan hệ với bố mình. Khi lên nhận giải, nữ ca sĩ cảm ơn quản lý của mình. Chúng tôi đã gắn bó cùng nhau hơn 10 năm qua. Tôi yêu ông ấy như cha của mình. Cháu yêu chú rất nhiều. Tôi không yêu cha tôi, thật vậy. Trước năm 2019, Mark Ivan làm lái xe cho công ty vận tải với mức lương 50 bảng mỗi ngày và sống trong một căn hộ đi thuê ở Brighton, Southwell. Sau đó, ông chuyển tới công viên Hammersmith và sống trong một căn nhà di động tại đó. Mark không cần phải trả tiền thuê nhà. Đổi lại, ông làm người trông trẻ cho những cư dân khác. Adele hiện có khối tài sản 150 triệu bảng Anh, từng nhiều năm làm ca sĩ trẻ giàu nhất xứ sương mù. Cô gần đây đã ly hôn doanh nhân Simon Konecki và chuyển đến Los Angeles định cư, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Nữ ca sĩ giảm cân, tập gym, trị liệu và kết bạn với những nghệ sĩ Hollywood. Một người bạn của giọng ca Someone Like You tiết lộ rằng, lúc này, tất cả những gì Adele muốn là thoát khỏi con người cũ của mình. Những nỗi buồn cũ, những mối quan hệ thất bại trong quá khứ, cả với bố cô và người chồng cũ Simon Konecki.